Ê thế nhỉ? Chả thấy ai cả. Thôi, em bị bướm mê đây. Ủa, sao vậy? Tưởng anh kêu em lên đây làm gì? Hóa ra lên đây chạy xe thù. Thì mình mới lên đây được 2-3 ngày mà em. Ráng chạy xe thồ này vài hôm rồi kiếm vốn để mở cái tiệm ảnh, đúng không? Đúng, đúng. Ui, chạy xe ôm thì biết đến khi nào mới mở được tiệm ảnh đây. Này, phải kiên trì chứ. Mới làm đã nản rồi. Xe, không biết đâu. Em đi về đây. Đi với anh khổ lắm. Làm gì khổ? Chạy xe thồ sướng ngọn mới được, đúng không? Chứ có phải bốc vác, bốc viết gì đâu mà khổ. Không, đi với anh ngày nào cũng ăn mì gói. Ngán lắm rồi. Cái thằng này, có bộ cái chuyện ăn uống mày nhắc hoài. Thôi được rồi, thế hôm nay mày thích ăn cái gì? Em thích ăn bò. Được rồi, mày thích ăn bò đúng không? Ừ. Được rồi, hôm nay tao dẫn mày đi ăn bò lê bò lết thì rồi. Đi. Đi. Đấy, quán này là nổi tiếng với bò đấy. À, hôm nay tao cho mày ăn bò lê bò lết ở đây luôn. À, đi. Nghĩ lại thì thấy Đức nó cũng đúng. Từ khi mà nó làm cho mình đến giờ, mình đã dẫn nó đi ăn được một bữa nào ngon ra hồn đâu. Thôi thì hôm nay chiều nó cũng được. Ok, em nó thích ăn bò thì Huy sẽ dẫn nó tới quán bò tớ ông Minh. Quán này thì rất là nổi tiếng với các món ăn về bò. Địa chỉ quán thì nằm ngay chỗ 49 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt. Đầu tiên là tôi kêu cho nó một phần xương ống tủy nướng Thái. Trời ơi, tao nói món này là ngon bá cháy luôn. Các bạn nhìn cái gia vị nó đẹp ghê chưa? Nhìn cái tao nói là... Rồi, ăn đi cu, ăn đi rồi báo. Món tiếp theo cũng được gọi là best seller của quán này, đó là xương nướng nguyên tảng. Rồi, y như cái tên gọi của nó luôn, các bạn thấy đó. Quán sẽ đem ra cho các bạn nguyên một tảng như thế này, nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt luôn. Các bạn có thể nhờ quán chặt ra để ăn cho nó dễ ha. Cái vị ngọt của bò thì khỏi phải nói rồi, kèm theo đó là cái gia vị tẩm ướp cũng rất là vừa phải nữa, khiến cho mình ăn không có bị ngán. Mà đặc biệt á, bò ở đây các bạn ăn không có vị hôi nha. Rồi, chấm với cái chén muối ớt chuyên chấm thịt nướng này nữa nè. Ta nói là nhức nách luôn á. Và món tiếp theo được gọi là đùi bò bay. Món này á thì quán sẽ đem cho các bạn nguyên một cái đùi bò nướng trông rất là hấp dẫn như thế này luôn. Các bạn có thể dùng dao cắt ăn tại bàn hoặc là nhờ nhân viên cắt ra cho các bạn cũng được nha. Đặc biệt món này các bạn ăn không cũng được, hoặc là cuộn với bánh tráng rau dưa cũng rất là ngon. Nếu những ai đã ăn ở quán này rồi á sẽ thấy một điều, đó là các bạn nhân viên ở đây phục vụ quán rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình. Các bạn chỉ cần loay hoay đang kiếm một cái gì đó là các bạn nhân viên lập tức sẽ hiểu ý ngay và tới hỏi các bạn liền. Tiếp nữa là món bò nướng cây cú. Sở dĩ nó có cái tên này thì các bạn nhìn qua thì cũng biết ha, bởi vì cái món này khá là cay. Ăn kèm với nó thì có cà tím nướng và đậu bắp nướng. Để thưởng thức món này trọn vị nhất á, là các bạn nên gắp một miếng bò nè, sau đó các bạn sẽ gắp kèm với lại một cái miếng hành như thế này và chấm với cái nước mắm này nè. Ngon cực kỳ các bạn. Bò ở đây thì mình thấy nướng rất là vừa phải, các bạn nhân viên nướng cho mình khiến cho bò nó không có bị dai mà vẫn giữ nguyên được cái vị ngọt của thịt bò. Rồi, món cuối cùng ngày hôm nay đó là lẩu bò ông Minh. Món này á, thì sẽ bao gồm đó là gân bò, xương bò, thịt bò, hai cái trứng vịt lộn và ốc bò. Ăn kèm thì sẽ có rau má và bắp cải trắng. Với cái món lẩu này á, thì theo Huy cảm thấy là cái vị của nó ăn được, cũng không quá xuất sắc mà cũng không đến nỗi nào. Hàng ngày á, thì quán sẽ bắt đầu mở cửa từ lúc 10 giờ sáng ha. Và đông nhất á, là từ khung giờ từ 6 giờ cho tới 8 giờ tối. Không gian quán á, thì rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. Chỗ đậu xe ô tô á, thì bao la bát ngát luôn các bạn. Thôi, nói chung hôm nay dẫn thằng Đức đi ăn một bữa hoành tráng, no nê. Cũng gọi là đúng tâm nguyện của nó rồi, thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn. Tao ngon không? Ừ, ngon. Ừ. Thôi ăn đi, anh đi vệ sinh đã. À. Ừ. Thôi. Tí có gì tiền bạc anh tính tiền cho nhóc đó nhá. Ừ. Dạ anh ơi, cho em gửi bill ạ. Cho em gửi bill. Bill gì? Dạ bill bên mình ạ. Ủa, anh đi bảo hôm nay anh đi mời Đức mà. Dạ anh, hồi nãy anh có kêu là cái bill này là để anh tính á. Anh có, anh đi về. Ơ à. Alo anh Huy à? Ờ, anh đây. Sao anh bảo anh mời em mà sao biết anh trả tiền đấy? Kêu anh chở em đi ăn chứ anh có nói anh trả tiền đâu. Bây giờ anh biết làm sao? Ủa chứ chú không có tiền à? Không, em đâu có mang được nào đâu. Thế thôi chú ở đây đi, anh chạy xe thồ anh kiếm đủ tiền rồi anh mang tới anh chuộc chú nhé. Ơ anh ơi. Vậy đi nhá. Ơ anh chạy xe thồ đã. Chị ơi, ở đây có bình rửa chén không ạ? Chị có. Thế để cho em rửa chén chưa nữa đâu.